chào mừng đến với Bình Nguyên Vô Tận. Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại video của mình. Thì tiếp tục là Willen thôi anh em ơi. Thì ngày hôm nay mình sẽ đánh Willen cho anh em biết một cái mẹo mà bảo đảm rất nhiều bạn cần khi mà đánh con Willen đi rừng. Thì mình bảo đảm luôn, rất nhiều bạn cần luôn. Thì cái mẹo này đó chính là làm sao để có thể kiếm cái lượng vàng nhiều nhất, nhanh nhất và chúng ta full trang bị sớm nhất nha anh em. Thì anh em hãy coi video và clip này xem coi mình full trang bị vào phút bao nhiêu nha anh em ơi. Ủa, đi ra. Ơ, anh em thấy không anh em? Phải cả thiệt anh em ơi, ông này bị gì rồi anh em ơi, mình nói thiệt. Ông này là máy à. Thôi, bỏ qua vấn đề nha anh em. Đó thì điều tiên quyết để chúng ta full trang bị là gì anh em? Chắc chắn đó chính là vàng nha anh em ơi. Bảo đảm vàng là thứ mà rất nhiều anh em đi rừng cần. Vì vậy anh em làm như thế nào để có thể đạt được cái lượng vàng nhiều nhất, nhanh nhất và ngắn gọn thời gian nhất nha anh em? Thì cái điều đó rất dễ thôi. Thì đầu tiên là mình sẽ farm nha anh em. Đầu tiên mình sẽ farm quái. Mình farm lính ở mid, farm lính ở top, farm lính ở bot. Và mình đi ăn mạng nha anh em. Đây. À mày, mày này nhanh nha. Thằng hai gia tên nó nhanh anh em ơi. Thằng này nó phản xạ khá tốt nha anh em. Thì hiện tại cái nick này mình đang đánh rank cao thủ nha anh em. Thì tầm rank cao thủ này thì đối với mình chỉ đơn giản thôi anh em ơi. Thì bên kia bích vị tướng khắc chế mình là Illumia nha. Và con bên kia là con Alaku anh em ơi. À không phải anh em, Alice anh em. Thì Alice gặp mình thì chỉ có tắc địa anh em ơi. Con Elu này á thì anh em, thì đầu game cái khả năng thời gian hồi chiêu của nó chứ có nhiều, anh em ganh nó nhiều vô. Mày thằng Flo luôn anh em ơi. Đâu lụm bông coi. Lụm bông. Đó, con Illumia đầu game cái thời gian hồi chiêu á, dạ nó chưa có lên đồ nhiều nên thời gian hồi chiêu chưa có nhanh, thì chúng ta lập tức ganh nó nhiều vô nha anh em. Thì một khi nó phế, dù nó có làm đủ mọi cách, đủ mọi trò cũng không thể nào mà nó làm cái lượng sát thương nó gây lên mình rất ít nha anh em. Đây cũng là cái mẹo thứ hai để hắc vàng nha. Đó thì anh em phải biết farm quái bên địch. Để làm sao mà anh em farm quái thì anh em nhớ coi cái thời gian quái nó ra bao nhiêu và cái thằng rừng bên kia nó farm cái gì trước nha anh em. Ôi thằng Flo này ảo anh em ơi. Đâu anh Ti đâu, khắc chế coi. Đây anh em mà lướt chiêu anh Ti nè. Đó, quần hoa. Thằng này nó gà anh em ơi. Không phải nó gà, mình nói lộ anh em ơi. Vô mình đánh hay anh em ơi. À con Alice anh em ơi. Ờ không phải con Aoi anh em ơi. Không sao nha anh em, pha này mình vẫn còn sống. Thì chắc chắn là nó không thể nào mà nó dí được mình anh em ơi. Tại vì con Aoi nó đã dùng cái đu dây với cả cái anti của nó nha. Nên nó không còn chiêu nào mà có thể tiếp cận được mình nữa. Và mình tự tin mình còn sống pha đó nha. Đó thì đầu game anh em cứ farm như mình thấy không. Mình đã farm quái một tên bên đây, tên bên kia. Mình dòng bên kia mình farm lính, xong rồi mình ăn được 3 mạng nữa. Thì đương nhiên cái lượng vàng bây giờ của mình là rất là nhiều. Mình bảo đảm luôn, lượng vàng mình bây giờ là đang là nhiều nhất team, nhiều nhất trong trận đấu nha anh em. Thì mình mà bình luận nó hơi kiểu như hơi vấp, nhưng mà không sao anh em ơi. Thì anh em thấy cái skin Willen Talimadown này ok không anh em ơi? Mình thấy nó thuộc dạng là nó xiên hơi bị ngọt nha anh em. Đây anh em ơi, trời ơi nó ngọt như là sắc trái cây anh em ơi. Chạy đâu. Đu dây ngu anh em ơi. Ok, thank you nha. 4 mạng dành vào phút thứ 3 cho mình nha anh em. Đánh như thế nó anh em ơi, bắt AD trước này anh em. Pha này mình đọc map di chuyển nha. Ok. Trời ơi thiệt chứ, tem bạn mà cứ fit cho mình như vậy là chắc chắn bên kia không có cơ hội có thể win được mình nha anh em. Và cái mục tiêu thứ 3 mà để anh em farm vàng nhiều nhất là anh em phải biết tận dụng thời cơ khi mid hay là top hay là AD sau bọt chết mất di chuyển thì anh em lập tức ra farm lính cho mình nha. Đó thì mình đã nói rồi, mục tiêu thứ nhất farm quái ở nhà, mục tiêu thứ hai farm quái rừng bên kia, thứ ba là farm lính và thứ tư là anh em farm mạng cho mình nha. Đó thì cái mục tiêu thứ tư thì nó trùng với mục tiêu thứ nhất rồi, là anh em vừa farm quái xong mà anh em đi ganh luôn, là kết hợp được hai cái đó rồi. Còn cái kia là farm lính ở mid mình và farm farm mạng thôi anh em ơi. Farm lính ở mid mình và farm quái bên kia anh em ơi.
mới đây mà mình đã lên được một cái đôi giày và mình lên chọn được cái đồ rừng nha anh em. Và mình bắt đầu lên những cái nhánh phụ của cái thánh kiếm nha. Thì thánh kiếm là cái món đồ mà anh em nên lên thứ ba cho mình nha. À, đồ anh tìm mà ăn à, đâu có đâu. Không làm mà có ăn là cái gì anh em? Thầy Huấn đã nói rồi, không làm mà có ăn là mình không được phép nhắc cái từ đó nha anh em. Vì nhắc sợ anh em tố cáo. À, núp bụi à, núp bụi à. Mày núp. Núp kỹ quá anh em ơi, núp kỹ quá, mình không thấy anh em ơi. Nó núp trên đó thì chịu rồi anh em ơi. Đây thì pha này mình đứng mình đợi nha. Thì chứ pha mạng mà. À, đây anh em ơi, bắt pha di chuyển nổi nè. Cái skin con này anh em ơi, anh em khó nhận biết lắm. Tại vì nó phẹt phẹt cái màu tím tím ra, anh em thấy không? Rất khó để nhìn nha. Anh em nào mà chỉnh cái đồ họa cao á thì còn mới ra nhìn được. Anh em mà chỉnh đồ họa thấp thì mình nghĩ hơi bị khó nhìn mình đó nha. Đó thì anh em phải biết ăn mục tiêu. Ăn mục tiêu cũng là một cái cách mà để chúng ta tăng cái lượng vàng nha anh em. Nhưng mà cái ưu tiên đầu tiên của mình á, mà để tăng cái lượng vàng nhanh nhất, đó chính là farm lính là một, farm mạng là hai nha anh em. Tại lính với mạng là rất là nhiều vàng nha anh em. Mình thấy farm quái nó chẳng bao nhiêu vàng hết anh em ơi. Nhưng mà farm mạng là một mạng 300 vàng nha anh em. Rất là ngon nha. Mình gì đây? À ôi mà wow, đánh quy lên anh em ơi. Bây giờ mình học lớp 10 mà nó học lớp mấy anh em, từ từ để mình coi nó hả? Nó mới học lớp 8 mà anh em ơi, nó thua mình hai lớp, mình quýnh mình kìa. Đây pha này mình đọc. À từ từ anh em. Mình thấy thằng Ilu. Mình thấy thằng Ilu anh em ơi. À thằng này nhanh đó nha, tóc biến được á. Tóc biến khá nhanh anh em. Mà cái pha đó mình chỉ ước là tóc biến đập đầu vô tường là mình nói thiệt chứ mình nhảy đèn ngay pha đó anh em ơi. Nhưng mà bạn rất may mắn, tóc biến qua tường nha. Chứ đập đầu vô tường là coi như là lên bạn điểm số với mình nha. 7 mạng dành cho phút thứ 6 anh em thấy không? Cái mạng của mình lúc nào cũng đi trước cái thời gian hết anh em ơi. Đó chính là cái điều cực kỳ anh em cần nên áp dụng để anh em full trang bị từ level đầu. Và anh em full trang bị vào cái phút nào đó cần thiết ở tầm giữa game, là cái trận đấu đó anh em win ở tầm khoảng 12 tới 15 phút nha anh em. Anh em đừng để qua phút thứ 15 là về lay rồi anh em ơi. Đây. Trời ơi nó đau quá anh em ơi. Đầu game fit cho mình 6 mạng là mình thấy tên bạn đã thua rồi. Mà đằng này mình ăn thêm 3 mạng nữa anh em. 9 mạng rồi. Quá ngon anh em ơi. 9 mạng vượt thời gian 7 phút. Và mình đã lên được gì anh em ơi? Mình đã lên được món thứ tư, đó chính là cái nhánh phụ của cái thương xuyên phá nha. Thì trận đấu này mình ưu tiên cái thương xuyên phá hơn là cái Muramasa. Lý do tại sao? Lý do thì mình đã nhắc nhiều ở clip rồi, nhưng mà mình sẽ nhắc lại cho anh em nào chưa biết. Cái lý do đó chính là thương xuyên phá cộng 110 công vật lý, Muramasa cộng 75 công vật lý, nhưng mà cộng 45 xuyên giáp. Nó hơn cái kiếm thương xuyên phá nha. Nhưng mà game đấu này bên kia không có tăng anh em ơi. Thì chúng ta ưu tiên cái gì? Thương xuyên phá cho mình là bảo đảm trâu anh em ơi. Trừ khi con floor kia nó xanh, nó có đồ, nó lên tăng thì mình mới lên cái Muramasa thôi. Còn bên kia mà đã phế, đã giấy, đóng thẳng cái thương xuyên phá cho mình nha anh em. Trời ơi, Ilu này hơi non anh em ơi. Anh Ti không bao giờ ăn được một con quái hay một con mục tiêu nào của mình hết. Đánh Ilu như thế là hỏng rồi anh em ơi. Để mình tí nữa mình sẽ chỉ cái mẹo cho anh em mà có thể vô cái bắt mà khi con Ilu nó bật anti, bật mắt bật các kiểu anh em. Bên kia nó là có hai mắt nha anh em. Ilu là một nè. Cái con mắt thứ hai đó chính là cái phụ trợ của support nha anh em. Thì mình sẽ chỉ cho anh em cách mà vô giao tranh khi mà tụi nó bật anti, bật mắt rồi anh em vẫn còn anti mà anh em vô được giao tranh nha. Mình sẽ chỉ nha anh em. Thì anh em coi video mà cảm thấy mình chia sẻ những điều bổ ích nè, thấy hay nè, đó, thấy những pha mình vét mạng thần sầu thì anh em nhớ đừng tiếc cho mình một nút like, một nút đăng ký kênh để theo dõi những video sớm nhất và mới nhất đến từ kênh Chùm Willian nha anh em ơi. Thì mình cảm ơn anh em đã bỏ thời gian ra coi video của mình rất là nhiều nha. Đây thì pha này chúng ta vô nè em ơi. Nó chưa có hồi chiêu 2 anh em ơi. Chiêu 2 của nó đẩy ra. À, trời ơi mèo gặp mỡ anh em ơi. Như thế nó mới ngon chứ. Mèo gặp mỡ là không thể nào mà từ chối được anh em ơi. 12 mạng dành cho phút thứ 9. Và bây giờ đó chính là tới tình tiết BA kênh của mình anh em ơi. Thì mình đánh Nguyên thì mình phải BA một chút anh em ơi, để cho nhiều người, nhiều bạn biết tới mình. Thì cũng có nhiều bạn biết tới mình từ những trận đấu mà vô comment nha anh em. Pha này từ từ anh em ơi. Pha này mình me cái đứa nào mà đi cái ké mà tường á thì mình một phát thôi anh em ơi. Bây giờ Nguyên là anh em gặp là anh em đụng, gặp là trụng nha anh em. Gặp là cứ chiêu 2, chiêu 1 là bốc hơi một em. Đây thì pha này mình sẽ chỉ cho anh em cái cách mà vô nè. Tem mình chuẩn bị ép nè, thì mình sẽ canh canh. Mình vô mình cũng giống như thuộc dạng là mình xiên lén anh em.
đây cho anh em, đây bật tay là một cái tay nè, bật mắt này anh em, từ từ nha, ngoài nha anh em, thấy không, trên đầu mình vẫn chưa hiện mắt nha, bắt con này chưa anh em. Anh em tiếc gì pha này một like cho mình, pha này anh em phải từ từ vô giao tranh nha anh em. 15 mạng dành cho mình vào phút thứ 10 và triple kill dành cho mình, một pha quá khét anh em ơi. Mà mới phút thứ 10 mà win thì có vẻ trận đấu nó khá dễ dàng rồi, đánh như vậy thì anh em lại nói mình bứt bẩn. Anh em cứ coi cái trình của mình á, ra ngoài cuối ranh, cuối video mình có sâu ranh thì hiện tại đang là cao thủ, mà mình đánh như thế này thì anh em ngại gì nữa. Anh em nào tin tưởng mình có thể liên hệ mình để cày thuê nha, thì mình sẽ cày cho anh em lên ranh một cách nhanh nhất, có khi là tăng cái lực chiến của Willian và anh em có cảm giác muốn đánh Willian nhiều hơn nha. Chị từ từ anh em ơi, mình xin cái mega mà từ từ win để mình kiếm 100 bạn, 5 bạn đứng gập đó, một em. Trời ơi, AD mà cứ đâm đầu lên như thế này là toang rồi anh em ơi. 16 mạng vào phút thứ 10 nha anh em. Mình sắp full trang bị nha, từ từ để mình full trang bị đấy nha. Mình bây giờ mình còn cái món đồ cuối đó chính là cái giáp hộ mình anh em ơi. Trời ơi, mình thiệt chứ mình đọc sai, mình đọc map quá là khủng khiếp anh em ơi. Bây giờ mình đã lên cái gì? Giáp mình. Như thế là full đồ nha anh em. Full đồ vào phút thứ 11, 12 giây mà ăn 17 mạng trong tay. Và đây là mạng thứ 18 nha anh em. Đó thì anh em coi video mà thấy hay thì nhớ đừng tiếc cho mình một nút like, một nút đăng ký kênh và nhớ chia sẻ video giúp mình nha anh em. Cảm ơn anh em đã bỏ thời gian ra coi video của mình. Bye bye và hẹn gặp lại nha. How it goes, I don't know, but I'm waiting till I'm chose. One flow, here I go. All these people wanna know what you think of them lately. Do you really love me or do you really hate me? On a scale of 1 to 10, what would you rate me? All the social media.